Dạ, Thái xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Thái xin mến chúc quý ông bà, cô chú, anh chị cùng các bạn thật nhiều sức khỏe. Em Thái đang có mặt là tại ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thì hôm nay là ngày 19 Tết rồi nghe cô chú, anh chị. Cũng gần Tết rồi, mình đi thăm lại những cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn để là gửi những cái phần tiền hỗ trợ của Mạnh Thường Quân gửi ra đến các gia đình. Thì hôm nay thì mình đến nhà là của ba em ngủ ngồi, nhưng mà người em Út đã ra đi, chỉ còn hai đứa em thôi. Thì gia đình của chú hai này thì có bốn người con, một người con gái lớn và ba người con trai. Thì người con gái lớn thì bình thường, thì ba người con trai thì đều bị tật hết. Thì người gái lớn thì đã có gia đình, đã có con, thì có hai đứa con trai thì cũng về ngoại của chú anh chị. Người con trai lớn của chị trong gia đình về ngoại để là chăm sóc ba chú tiếp ông ngoại. Thì nói chung ra thì cháu cũng rất là tội nghiệp, đang học lớp 9, vì do là gia đình nó không có người chăm sóc, cho nên là bắt cháu phải nghỉ học là để chăm tiếp ông ngoại, chăm tiếp ba chú. Thì bây giờ mời cô chú anh chị cùng đi vô nhà với mình. Thì gần Tết rồi, mai cũng đã nở rồi nghe cô chú anh chị. Dạ chào chú. Mới vô chưa em? Dạ mới vô chú. Dạ chú dạo này không khỏe hả chú? Không có phải gì, ăn mấy ông cá mười bữa dày, ăn cơm nước gì không được trơn, mười bữa dày là sao vậy? Bữa nay con vô con thấy chú hơi ốm đó. Ốm nhiều, ăn cơm bữa có miếng không kia, có ngày không ăn miếng cơm nữa. Dạ mình có xuống rồi, quá xuống rồi ha. Mình có đi khám bệnh gì chưa? Chưa có đi khám ở đây, nó không có. Tôi vô khám với tôi mua hổm đi bác sĩ nói là chú trong mình chú không có ở trơn á. Mà sao đâu ăn cơm nước được trơn, người ta để thuốc bổ uống đó. Dạ mình coi mình đi khám lại xuống Long Xuyên rồi mình khám coi sao nha. Dạ chứ bữa nay là con vô là con thấy chú ốm rồi đó. Cơm nước mà ăn nãy có miếng cơm vậy đó. Dạ khi tối ngày không ăn miếng cơm, thấy cơm không có thèm. Dạ thì đây là ông chú cha của ba em ngủ ngồi nha cô chú anh chị. Chú giới thiệu là chú thứ mấy đi chú? Chú bảy. Chú bảy, em chú bảy nhiêu tuổi rồi? 72 tuổi rồi. Chú bảy 72 tuổi rồi. Dạ thì chú tên gì? Tên Thơm. Chú bảy Thơm, ở đây ta kêu chú bảy Thơm. Thì cái hoàn cảnh này thì mình cũng đã lên rất là nhiều clip của cô chú anh chị. Thì có một số cô chú anh chị hỏi mình là cái số điện thoại của chú Bảy. Nhưng mà mình thực xác ra thì mình cũng như vô mình nói chuyện với chú rồi thì mình cũng ít có cho số điện thoại lắm. Thì hôm nay thì chú có thể là chú cho số điện thoại trực tiếp lên luôn, để là người nào muốn mà thấy cái hoàn cảnh của mình, khó khăn của mình, người ta có thể người ta hỗ trợ trực tiếp cho mình luôn. Thì chú đọc số điện thoại chú nhớ không? Nhớ. Dạ chú đọc đi. 0356. Dạ. 432550. Dạ chú đọc lại một lần nữa, đọc từ từ. 0356432550. Dạ đó là số điện thoại của chú Bảy Thơm nghe cô chú anh chị. Người này là gia chị với vợ. Dạ chị vợ ha. Hôm nay ngày mừng từng trăm ngày cho cháu đó rồi với lên với mừng từng. Dạ lên mừng từng ha. Bởi vậy con thấy giống bà cô giống, cô có tưởng hai chị em đó. Vậy hả? Tưởng đâu là bà cô ạ. Dạ Long Xuyên với ở dưới Long Xuyên ha, ở Chắc Đào á. Chắc Đào Long Xuyên. Dạ mình coi cái tình hình sức khỏe mình đã lên lỡ nha, chứ để mà mình yếu luôn đó, không được nha. Tôi có giờ chở rồi đi vô Chi Tôn, mắc khỉ gì đâu dùng Chi Tôn á. Dạ khám thì đi chụp hình này kia chứ âm không có gì trơn á. Dạ dạ đang nói để thuốc tại vì về lớn tuổi rồi, suy nhược á, ăn uống được suy nhược á. Suy nhược bác sĩ cho biết suy nhược cơ thể cao thì để chút tôi bổ này kia uống dạ chắc hoài vậy. Thì chú cố gắng giữ gìn sức khỏe đi, mình già rồi còn hai đứa em nữa. Dạ mình phải theo nó mới được. Dạ thì đây bà cô chú anh chị đó, bà cô thấy cô hôm nay thấy cô khỏe hơn ông chú nhiều đó. Dạ thì giờ cho phép con vô con thắp nén nhang cho em Vũ một cái nha cô. Dạ 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 không cho xá luôn ha. Dạ 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 thì mỗi một địa phương có một cái phong tục nha cô chú anh chị. Thì cũng như cái chỗ em Vũ này thì đốt nhang rồi cấm chứ không, đừng nên xá sợ em tội nữa. Còn có chỗ thì cho xá ha. Dạ rồi anh vô thăm em, anh cấm cho em cây nhang nghe, đốt em cây nhang.
Rồi cháu ngoại mình đâu rồi? Cháu ngoại ơi. Cháu ngoại ơi. Dạ. Anh nói cỡ. Đeo khẩu trang luôn. Dạ. Thì đó là cháu ngoại lúc nãy mình có giới thiệu với cô chú anh chị nghe cô chú anh chị. Thì tên là Lễ. Đó là cháu đang học lớp 9. Thì lúc đó thì người cổ còn cháu buộc phải nghỉ học là để là chăm ba ông cậu tiếp ông ngoại. Dạ thì cháu rất là hiền cũng rất là dễ thương. Dạ thì đây là còn là một người anh thứ ba em là tên Đức phải không? Cường. Cường Trần Quy Cường. Dạ. Bên đây là Trần Quy Đức. Vũ Vũ chung phải Đức hả? Ồ vậy là mình lộn ai rồi ta. Dạ Vũ Cường. Hôm nay sức khỏe tình hình sức khỏe mình sao rồi? Dạ em cũng nghe gan làng hoài vậy đó thôi. Vậy đó ha. Dạ. Dạ mình cũng khỏe rồi ha. Dạ. Rồi cái bệnh của mình đỡ chưa? Dạ em cũng vậy hoài á. Vậy hoài nó cũng không đỡ không bớt gì hết đó hả? Dạ. Không không nhiều mà cũng không ít vậy hoài đó. Dạ. Rất là tội nghiệp cô chú anh chị. Nhỏ hơn mình tuổi. Đó. Nhỏ hơn mình tuổi mà bây giờ vậy đó. Anh chơi lệch nhau 1 tuổi. Rồi bên đây thì nhỏ hơn mình 2 tuổi. Sinh năm 1 luôn. Dạ. Tại sao bữa nay em sao rồi? Cũng khỏe ha. Rồi cái tay thì lặn lặn được vậy là rồi đó ha. Rồi lặn rồi có niệm không? Lặn lia đó rồi. Kịp không? Hả? Kịp. Kịp ha. Dạ. Thì lúc trước các cô chú anh chị mình vô thì mình thấy ba anh em thì cảm thương dữ dằn lắm, đặc biệt là người em út rút teo hơn hai người anh nhiều lắm, rút teo hơn còn xương với da không à. Thì em đã mắc đã ra đi rồi thì cũng có một số mạnh thường quân họ xem những clip trước á, họ cũng cảm thông, cũng có gửi lời thăm gia đình, cũng chia buồn với gia đình, nói là do cái khoảng thời gian đó thì dịch bệnh không có thể là biết em út mắc, không có thể nào mà giúp đỡ hỗ trợ tiếp được. Thì hôm nay mạnh thường quân có gửi một số tiền thì mình đi vô đây là để là giao cho gia đình. Và thì hôm nay mình vô đây thì giao cho gia đình thì gặp luôn là người cháu của ông ngoại hay là cháu ngoại rất là hiền luôn nha cô chú anh chị. Đó. Năm nay mình nhiêu tuổi rồi? Tết Tết được 18. À, Tết Tết mới có 18 mà ha. Rồi mình có dự định gì không? Hả? À, con có dự định gì không nè? Rồi con có muốn đi làm gì không hay là ở nhà để chăm sóc hai ông cậu tới bên ngoại? Làm ở nhà cho chăm sóc mấy cậu cái mà. Vậy đó ha. Chứ mình chưa có muốn đi ha. Thì năm nay á, thì hôm nay thì cậu vô đây á, thì thấy là ông ngoại hơi yếu rồi đó. À, ông ngoại bữa nay bệnh hơi ốm hơn lúc trước, không có còn sức. Thì bây giờ nói chung ra là hai ông cậu mà cần đi vệ sinh hay có vấn đề gì là con ẵm hết hả? Dạ. Rồi nửa đêm nửa hôm rồi sao? Nửa đêm kêu con thức dậy con ẵm cậu. À, cũng con thức dậy ẩm ha, Dạ. ông ngoại ông không nổi. Dạ. Mà thường thường thức đêm nhiều không? Cũng thường ít. Ít ha. À. Thì rất là tội nghiệp cho đứa cháu nha cô chú anh chị, thì cũng trông cậy vào đứa cháu ngoại này do cái gia đình thì hoàn cảnh cũng khó khăn, thì cha của cháu là phải đi làm là để nuôi gia đình. Lúc trước thì ba người toàn bộ gia đình này thì phụ thuộc vào cha của cháu hết, lo cho gia đình nó. Thì bây giờ thì cháu đã lớn rồi, thì cháu năm nay nghỉ học có mấy năm rồi? Được 3 năm. Nghỉ học 3 năm nay rồi để là giúp cho ông ngoại chăm sóc ba người cậu. Thì cậu Út ra đi thì nói chung ra thì cũng đỡ một gánh nặng mà cũng đỡ một phần đau đớn cho cậu Út mình đó. Cậu Út thì ở nhà thì nằm thì suốt ngày cũng đâu có ăn uống gì được đâu phải không? Dạ. Thì cho nên là có cháu cũng rất là tốt đó. Thì cố gắng chăm sóc hai cậu đi, khi nào mà cần có việc làm hay là muốn đi làm đâu đó ha, thì chú sẽ làm một cái clip là để là người nào mà có nhu cầu nhận người làm á thì mình sẽ
bà nhảy vào xã hội ha. Chứ bây giờ thấy còn khờ lắm, cô chú anh chị hỏi muốn làm cái gì hay mình cần cái gì sắp tới là không có biết gì hết trơn á. Bây giờ mình có mong muốn nhất là cái gì? Con cũng không biết luôn nữa hả? Khờ đẹp trai lắm cô chú, cởi khẩu trang ra cho bà con để xem mặt cái coi, có con gái ta để dành cho không ông ngoại, đẹp trai lắm, có con gái để dành cho. Rồi chú cảm ơn con nha. Dạ. Nhờ có con mà ông ngoại đỡ phần nào vất vả. Mình hôm nay mình sao rồi cô? Hôm nay đỡ hơn hồi một lần nhiều rồi, mà bây giờ còn có cái nhức mỏi ban đêm, bữa nào cũng đi đấm hết. Dạ. Bữa thì... nào cũng đấm giò nó chẳng cho người đấm cho ngủ được, còn không đấm thì lăn chở tháng đêm rồi không dạ. Nghe được chứ. Còn hai ông cậu. Còn hai ông cậu như mình ngủ chung đó rồi khi cũng mình như mọi lần vậy đó, ngủ chung cũng nằm ghế nè. Dạ. Cái đỡ dò lên cái ngồi cái gớt xuống cái tới chừng khoảng nhiều khi 10 nhiều khi 2 giờ cũng có, mà 1 giờ cũng có, cái má ơi con nằm cứng lên sống chịu nổi đỡ lên rồi cái đỡ lên giữa đó đó. Dạ. Ngủ vậy đó ha. Dạ. Dạ. Còn thằng này cũng đỡ, vừa đỡ ít lâu. Dạ. Cái buồn bữa đỡ bữa không, chứ hai bữa nào cũng đỡ, còn thằng này là không dứt đời, không có dứt đường. Ông cậu đó là nằm nhiều hơn đưa ngồi hả? Ngồi nhiều hơn nằm? Nằm nhiều hơn ngồi. Ông đó ban đêm thì nằm nhiều hơn ha, còn ông này thì ngồi nhiều hơn nằm. Nấu trong đó chung chung luôn. Ngồi hết luôn. Đỡ lên, đỡ thú hoài, đỡ đã rồi, chứ thì là nằm dưới cái ngầu luôn đó. Dạ, người nửa đêm có thường hay đi toilet được không? Ban đêm nó ngay cũng đỡ. Đem bồ vô. Đem bồ, cái bồ chai đó. Cái nó mắc, miệng nó mắc đi tiểu, cái đỡ nó lên, cái giặt ra cũng vô tiểu. Vậy là cũng đỡ phần vất vả cho cháu ngoại ha. Tôi làm á. Dạ. Thấy cháu ngoại nó ngủ sao được dùng nhỏ, ham ngủ. Dạ, ham ngủ. Không có kêu bằng ngày thì nó mặn, cho bằng đêm thì tôi làm hay khi ông làm. Miếng tôi nghe thì tôi đỡ, tôi cho nó tiểu, còn miếng ông nghe thì đỡ nó tiểu. Dạ. Cái này thằng ngủ em chết rồi, ông vô mùng này ngủ chung luôn. Vậy đó ha. Ngủ chung luôn. Vợ tôi là ngủ chung một mùng luôn. Dạ, dạ. Chú coi cô khám bệnh nào lỡ nha, thấy bây giờ bữa nay sao mà thấy si trong mình lắm đó. Dạ. Cái này ông dạ. Không ăn uống gì chân. Dạ. Khám cái ông ăn chừng ngồi dùng mua cháo này dùng hút chừng 2 muỗng rồi. Dạ. Thấy là ông ăn cho anh chị xong cái một rồi. Cố lên, tại vì còn hai đứa con nữa. Dạ. Ừ. Thì hôm nay con đến đây thì cũng là có Mạnh Hồng Quân họ gỡ cho gia đình một số tiền. Con cũng xin gỡ lại cho gia đình luôn, đặng mình nuôi hai cha hai em nha. Dạ. Thì cái phần tiền này thì anh này gỡ cho gia đình mình ăn Tết ha. Dạ. Nói chung ra là giúp cho ăn cái Tết. Thì anh tên là Đặng Long Hầu. Dạ. Anh ở Úc gửi cho gia đình mình là 200 đô. Thì ta đổi ra luôn là 3.262.000. Đó thì con cũng gửi luôn cho chú là 3.262.000. Dạ. Đó. Gửi luôn cho chú luôn, là chú có gì muốn nói không? Cũng thay mặt gia đình cảm ơn cái chú gì tên gì? Đặng Long Hồ. Chú Đặng Long Hồ tấm lòng hảo tâm giúp đỡ xa vì hoàn cảnh tôi khó khăn quá gì tới đây giúp đỡ tôi thì biết mang giao mang ơn lắm. Dạ. Cho năm mới được nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Chú Thái thì nói gì? Dạ. Nói rồi, dạ. Sao cũng được hết rồi. Dạ. Rồi chú Thái cũng vậy, cũng vú lên cầu nói giúp đỡ gia đình tôi biết nói gì hơn, quá mang ơn nhiều dữ lắm đó. Dạ, dạ. Rồi con cũng cảm ơn chú ha. Lại năm cũ qua năm mới, chúc gia đình mình, chúc cho hai em là năm mai là ăn Tết hoành tráng nha. Ăn Tết vui vẻ nha. Cố gắng vui vẻ lên nha. Mình cái số phận mình đã như vậy rồi thì mình cứ vui vẻ lên mà sống. Cứ tôi vui ha. Dạ. Mình cũng xin lời chúc quý khán giả cùng Mạnh Thường Quân
cũng năm cũ bước qua năm mới vui vẻ và nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Tại vì cũng Tết sắp đến rồi, thì ở quê mình bây giờ cũng có cái hôm mùa xuân rồi đó cô chú anh chị. Mai vàng cũng nở ra nhiều lắm rồi. Dạ. Thì video mình hôm nay siêu đây là để trao cái số tiền của anh Đặng Long Hồ, là cũng Long Hồ Đặng luôn á, gửi cho gia đình. Cũng xin phép được kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị dòng video tiếp theo nha. Xin chào.